Chào nhà Việt TV, cho tôi hỏi, trong nhà kẻ truyền, dép hoành là gì? Dép hoành là phần đệm, nó có tác dụng kê hay chèn giữa thanh hoành với ván rong. Nếu vì nhà dùng kẻ hay giường, nếu vì nhà dùng chồng giường, trong một vài trường hợp khi lên khung nhà, chiều cao của các vì không đồng nhất, cho nên cần sử dụng dép hoành để xử lý phần chênh lệch đó. Chiều cao dép hoành ở các vì khác nhau có thể sẽ khác nhau. Khi dùng dép hoành, mặt phẳng trên của các dép sẽ đồng phẳng theo mặt phẳng ngang. Khi đặt thanh hoành lên dép, nó sẽ tiếp xúc với các dép và nằm ngang vững chãi.